Hey, xin chào, chào mừng đến với Viện Devils, kênh dành cho cộng đồng fan MU Việt Nam. Đây là sân chơi để chúng ta có thể chia sẻ tất cả các suy nghĩ sao chưa gì cười ra. Đấy là để tao nói với khán giả. Đây là sân chơi để chúng ta chia sẻ những suy nghĩ, những cảm xúc, những nhận định, những chính kiến và kể cả những chỉ trích đối với tất cả các thể loại chủ đề xoay quanh câu lạc bộ này. Mình là Hiếu CK Ray và mình có cô đỏ kia, cái thằng mà cười vô duyên. Và mình có Triển Chiêu và ba bọn mình hôm nay sẽ đưa ra ý kiến, nhận xét và nói chung là phỏng đoán về sơ đồ đội hình. Đội hình và chiến lược và dự đoán tỷ số cho trận Manchester United và Manchester City, Manchester Derby ở Old Trafford, Theatre of Dreams. Đây là nhà hát của những giấc mơ và mong là không phải là nhà hát của những ác mộng như cái trận gì vài tuần trước. Hôm nay vừa có press conference của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer là buổi họp báo. Thì chúng ta sẽ cùng bàn luận. Bọn tao không nghe buổi họp báo hôm nay cho nên cô đỏ. Thấy nào. Đấy, nói chung là họp báo vừa rồi thì Ole chỉ nói là Varane chấn thương 4-5 tuần. Còn Lindelof thì hy vọng là ngày mai nó đến xong rồi nó sẽ bảo Ole là anh ơi cho em đá được rồi. Nhưng mà cái đấy thì chắc nó không phải ra đâu nên là khá chắc là Lindelof với Varane là out rồi thì... Wait, chờ đấy. Chờ đấy. Cái gì? Varane, không phải là Varane. À, Varane. Nhưng mà Lindelof ấy, là Ole Gunnar Solskjaer nói gì về Lindelof? Tức là nói là không... Hy vọng là nó có thể... Hy vọng là Lindelof có thể đá được, có thể ready, nhưng mà... Không... Tức là nói kiểu nó rất là mông lung, nó không có gì chắc chắn cả. Tức là nói kiểu đấy thì khá chắc là sẽ không đá đâu. Bây giờ để đang nhử đấy mà để tạo ra sự mơ hồ, nhưng mà thật ra Lindelof sẽ đá, tại vì Ole ấy hay có cái kiểu là đá những cái cầu thủ cho những cái cầu thủ mà bị chấn thương đá. À thì thế, nhưng mà cái vấn đề bây giờ là nếu mà đang giả dụ đây là cái trận cuối cùng rồi, tức là trận này nếu mà kết quả không tốt là sẽ bay, thì chung là Ole sẽ không thể nào mạo hiểm mà để cho những cái cầu thủ mà nó tất nhiên là cái trường hợp như kiểu Maguire là chấn thương rồi vẫn đá thì đấy, thì nói chung là thấy kết quả bây giờ nó như nào rồi, thì Lindelof thì không, nếu mà chắc là nếu mà đá được thì kể cả 80% thì Ole chắc vẫn bắt đá thôi, nhưng mà không biết nó thế nào. Nhưng mà tình hình này thì thật sự nếu như mà Ole muốn giữ ghế, mà muốn, tức là nếu mà bảo là sau trận này mà có một tí hy vọng gì đấy để Ole tiếp tục ngồi cầm quân MU, mà dẫn dắt MU có thể giành được danh hiệu gì đấy, thì thật sự theo tao thì chắc là nên cho Tominay xuống đá CB. Tominay ở Scotland thì cũng đá CB rồi, thì đấy, thì bây giờ nếu mà, tức là Ole thì chắc chắn là sẽ đá 5 hậu vệ cho đến chết đấy, tức là đá 5 hậu vệ cho đến lúc chết hoặc đến lúc không chết nữa đấy, nói chung là chắc chắn là sẽ đá 5 hậu vệ rồi. Thì ok rồi, thì ok rồi rồi đấy. Cổ đỏ mày quá, nói quá nhiều rồi, đến lượt Triển Chiêu. Triển Chiêu đại ca đấy sao? Theo Triển Chiêu thì mẹ giọng phim trưởng. Rồi lên. Ok, theo tao ấy thì bây giờ mình phải tính trước là đội hình sẽ đá như nào, thì đồng tình với lại cổ đỏ là chắc là sẽ đá 5 hậu vệ. Đúng. Thì bây giờ nếu như mà Lindelof mà có kiểu 80% mà không đá thì chứ cũng không còn đủ hậu vệ mà đá nữa, thế nên chắc cũng sẽ phải bắt Lindelof đá thôi. Tao đồng ý với mày điều đấy, tại vì cái kiểu Ole ấy là từ trước đến nay là cứ ai bị chấn thương ấy, dù có cái xác suất rất thấp để có thể đá được thôi, là Ole Gunnar Solskjaer kiểu gì nữa cũng vứt vào để cho đá. Ví dụ như Varane vừa rồi vừa mới xong chấn thương nhảy vào, Maguire vừa xong chấn thương nhảy vào, năm ngoái Marcus Rashford ấy cả season có chấn thương vẫn nhảy vào đá gần như là tất cả các trận luôn. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer không bao giờ học được cái bài học này là làm sao để có thể manage đội hình, đúng không? Quản lý đội hình một cách khôn ngoan về mặt lâu dài đấy, mà hay thường nhìn một cách tầm nhìn ngắn hạn, short term. Cho nên tao nghĩ vì đây là một trận cũng khá là quan trọng ngay trước international break, và bây giờ đang pressure, sức ép đang rất là cao, cho nên là sẽ vứt Lindelof vào đá. Và tao nghĩ là Bailly, Lindelof và Maguire là ba center back, là trung vệ. Đúng rồi, tại vì là thật ra thì Ole là short term, tầm nhiệm nào cũng ngắn hạn luôn, đúng không? Nhưng mà đây là một trận mà không, nếu mà thua 5-0 thì chắc là out luôn, đúng không? Thì càng phải đá bằng ba ông đấy thôi, cũng không còn ai khác nữa. Thì chắc chắn Ole sẽ dùng Lindelof để mà giữ ghế thôi.
Tại vì cái việc mà chơi Scott McTominay ở trung vệ thì Scott có đá cho Scotland ở vị trí trung vệ, nhưng mà chưa bao giờ đá cho MU ở vị trí trung vệ hoặc là rất ít khi. Và đây là một cái rủi ro rất cao mà Ollie thì cũng rất là yêu McFred đúng không? Cho nên để hai đồng chí này làm tiền vệ trụ thì chắc là xác suất cao hơn. Đây là suy nghĩ của tao là khả năng nào là khả năng cao nhất mà Ollie sẽ chọn đúng không? Chứ tao không đồng tình với sự lựa chọn này. Nhưng mà đây là đối với tao là Ollie sẽ làm như gì? Nhưng mà ví dụ như là bây giờ mình là Ollie thì mình có chọn 5 hậu vệ nữa không? Thì nhìn theo một hướng khác thì bởi vì là chọn với 5 hậu vệ nhưng mà vào phát thua ngay 1-0. Thì có... mà thật ra nhá, bộ Man City nó cũng quen đá với những cái đội hình mà có 5 hậu vệ đúng không? Kể cả những cái đội hình mà nói chung là tất cả các thể loại đội hình nào mà cứ phòng thủ cả trận và mong kiếm được một quả phản công thì Man City nó cũng đá quen quá rồi. Mình thì trước đến nay quen đá với một đội hình mà 4 hậu vệ. Cho nên với cái dàn chấn thương này thì tao nghĩ là bản thân tao thì sẽ chọn 4 hậu vệ hơn là 5 hậu vệ. Nếu như 5 hậu vệ đều khá là fit, khá là khỏe khoắn và không bị chấn thương ấy thì đây không phải là lựa chọn tồi tệ, nhưng mà tại vì tình hình bây giờ thôi thì thấy 4 hậu vệ phải hợp lý hơn. Nhưng mà vì hậu vệ mình ví dụ là hậu vệ tốt nhất của mình chấn thương thì mình mới càng phải chơi với nhiều hậu vệ chứ. Thứ hai là ví dụ là có thể mình nhìn đến nhìn xem, tại vì lúc nãy trong họp báo thì phóng viên có bảo là Ole những cái tức là thành tích đá với lại Man City là thực ra là rất là tốt. Thì có thể là Ole sẽ lại dùng lại những đội hình mà đã dùng trước đây khi đá với Man City. Nó chưa đá 5 à? Đá 4 thôi. Đá 4 thôi. 2 năm trước chỉ đá 4 thôi, còn đá 5 bây giờ. có mấy lần đá 5 ở C1 thì thua toang toác rồi, thì sau đây không đá 5 nữa. Thì đá 4. Thật ra chắc là Pep bên kia cũng không biết là Ole sẽ ra bao nhiêu hậu vệ đâu. Nên là... Nhưng mà ba bộ mình đều thống nhất là 5 hậu vệ gì? 5 hậu vệ, tại vì là Varane không đá nên là... Ừ. Mà cãi nhau mỗi... Ba người còn lại thì cặp thành một đôi nào thì cũng không ổn lắm nên là chắc sẽ đá 3 hậu vệ. Ừ, nghĩa là cãi nhau mỗi Scott McTominay với cả Victor Lindelof thôi mà. Nhưng mà thì thật sự thì vẫn còn Phil Jones, tức là bây giờ thật sự thời điểm này bao nhiêu người đang nghe và đã dislike video. Nhưng mà từ từ bây giờ để nghe đã, bây giờ nếu mà Lindelof thật sự không đá được thì bây giờ nếu là Ole thì Ole nếu muốn đá 5 hậu vệ thì Ole sẽ để McTominay đá hay là sẽ để Phil Jones đá? Không, để Harry Maguire đá với cả Eric Bailly rồi. Tức là đá 4 hậu vệ rồi. Phil Jones là cái lựa chọn cuối cùng, phải không? Thì tao nghĩ là Phil Jones cũng có thể là một thử nghiệm hay đấy. Tại vì Phil Jones đã fit mấy tháng nay và bắt đầu đá rất nhiều đội dự bị rồi. Không. Ok nhá. Ok, bây giờ tao đang coi như là bộ mày đang nghiêm túc. Ok. Đối với tao ấy, Ole Gunnar Solskjaer hiện tại ấy đang ở một vị trí rủi ro vô cùng cao, đúng không? Và ông ta sẽ làm mọi cách để giảm cái rủi ro đấy nhiều nhất có thể. Và Phil Jones vào một cái đội hình, Phil Jones là một cái người mà bao nhiêu 2 năm nay chưa bao giờ đá. Không biết là performance và khả năng đá như nào. Và bây giờ mang vào một cái trận mà có thể khiến cho Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Thì cái này rủi ro quá cao. Cho nên đối với tao ấy, dưới góc nhìn của Oli, tao sẽ không bao giờ làm như thế cả. Tao sẽ hoặc là cho back 3, back 3 là 5 hậu vệ này, là Harry Maguire, Eric Bailly với Victor Lindelof. Nếu như Victor Lindelof không đá được thì là back 4. Thế rồi. Thì giống như lần trước ấy, giống như cái trận mà hôm trước đá Atalanta là Varane là bị chấn thương đúng không? Thì Varane ra một phát là thay vào là Greenwood chứ không phải là một hậu vệ khác vào. Tại vì sẵn sàng đổi từ đội hình 5 hậu vệ sang 4 hậu vệ luôn. Tại vì nếu như mà cái số lượng, cái số option hậu vệ của mình không tốt ấy, thì Oli sẽ không chọn. Tao nghĩ là đấy. Thực ra thì có thể, chứ cũng có thể nghĩ là bây giờ nếu mà Varane không đá, tức là hậu vệ của mình kiểu gì nó cũng nát rồi. Thế thì thà đá 4 thôi thì ít nhất là thủng lưới thì còn lấy công bù thủ được. Chứ việc đá 5 hậu vệ mà không có Varane thì nó cũng thế. Mà tấn công nó còn yếu hơn nữa thì cũng có thể coi như thế. À, cũng đúng. Thôi rồi, bây giờ phải chốt một góc nhìn nữa thì mới bắt đầu xây dựng đội hình được. Rồi, bây cứ cho 5 hậu vệ nhá. 5 hậu vệ nhá. 5 hậu vệ, 2 tiền vệ trụ là ai nào?
Tại vì rõ ràng là hai hậu vệ cánh là Wan-Bissaka với Luke Shaw rồi đúng không? Khả năng rất thấp là Diogo Dalo với cả đồng chí kia là ai nhỉ? Alex Telles-Pau. Thì nói chung là vẫn còn một khả năng là có thể cho Shaw đá vào là left CB xong rồi cho Telles đá. Đúng. Có thể, hoàn toàn có thể. Thực sự thì góc nhìn của ta là Alex Telles năm nay về khoản phòng thủ ấy không có gì xuất sắc cả. Có quả sút thì công nhận ngoạn mục đấy. Có vài quả tạt cũng được, nhưng mà cái khả năng phòng thủ ấy, tại vì một phần là cũng vì không được đá nhiều cho nên cũng không quen được cái nhịp đấu của English Premier League, đúng không, giải Ngoại Anh. Cho nên một lần nữa thì tao nghĩ đây là thiên về hướng rủi ro, thì có vẻ hơi rủi ro nếu như rủi ro cao nếu như mà mang Alex Telles vào, mà đấy cũng là một option nếu mà cho Shaw vào thì phải Alex Telles phải sang bên cánh trái thôi. Hai tiền vệ trụ đoan nào? Chắc chắn là Mark Fred một lần nữa rồi, tại vì trận trong tuần vừa rồi không có cặp đôi đấy là thủ lưới ngay từ đầu, thì chắc chắn là Oli sẽ lại quay lại với cặp đôi đấy. Mark Fred. Thì nếu mà Mark Tom đây không đá trung vệ đấy thì Mark Fred chắc chắn là đá tiền vệ trụ rồi. Nhưng mà nếu chẳng hạn Tom đây đá trung vệ đấy thì Fred sẽ đá cặp gai. Bây giờ chỉ còn có Matic và Van de Beek thôi. Đấy. Nhưng mà Matic thì quá chậm, không thể đá cho này được. Đấy, nên là nếu mà Tom đây mà đá center back thì Van de Beek sẽ đá cùng với Fred. Ok, chứ đủ biết là Mark Tom đây sẽ đá tiền vệ trụ rồi đó. Không, nhưng vẫn còn một lựa chọn nữa như là cô đó nói lúc nãy nhá. Tức là thật ra nếu mà McTominay đá hậu vệ thì Phil Jones đá tiền vệ trụ. Ok, lượt dislike khá cao rồi nè, mình tính. Thật ra là những trận đấu hay nhất của Phil Jones đều ở tớ vị trí tiền vệ phòng ngự cả. Thì đúng rồi, nhưng mà cái đấy thì một phần là cũng là dưới Sir Alex, thì thật sự là Sir Alex đá 7 ông vệ còn thắng được Arsenal 2-0 thì xếp đội hình như nào đá chả được. Nhưng mà Phil Jones với Van der Beek thi nhau ngồi cho bao giờ mà cái ghế nó nát thì thôi. Hai đồng chí đấy gần như không bao giờ lên sân luôn. Ole trận vừa rồi mới khen Van der Beek. Thì có hy vọng có. Thật ra là tao cảm giác là Phil Jones sẽ được ngồi ghế dự bị trận này. Đó là một có thể tại vì thiếu hậu vệ mà đây. được 9 slot cơ mà. Wow, được lên level của Van der Beek. Nhưng mà ấy, dưới góc nhìn của tao ấy thì dưới góc nhìn của tao ấy, mọi người cũng nên nhớ là những gì mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nói ở trong press conference, ở những buổi họp báo ấy, thì nó cũng chỉ là, mình dùng từ tiếng Anh là theatrical thôi, đúng không? Là những thứ mà gọi là trước mặt người khác thì mình nói thế thôi, nhưng mà thực sự suy nghĩ gì thì không để biết được. Đấy, thì Van der Beek ấy, đối với mình là từ trước đến nay cả cái nhóm này nhá, thực sự không hiểu vì sao mà Ole Gunnar Solskjaer đối xử như thế với Van der Beek. Nhưng mà đã diễn ra rồi đúng không? Cho nên là để cho Van der Beek vào thi đấu ở một cái trận cũng có thể gọi là khá là quan trọng và vẫn hoàn toàn có thể quyết định được là huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có ở lại tiếp tục làm huấn luyện viên của MU hay không ấy. Thì một lần nữa đối với mình đây là rủi ro quá cao cho huấn luyện viên, đúng không? Tại vì Van der Beek làm cái gì đi nữa mà phá hỏng trận đấu thì coi như Ollie đi rồi, bay rồi. Cho nên là mình nghĩ là Ollie dưới góc nhìn mà kiểu siêu thực dụng thì sẽ không sử dụng Van der Beek. Tất nhiên cá nhân mình thì mình luôn luôn muốn Van der Beek đá ở vị trí tiền vệ. Nhưng mà đồng ý với mọi người, chắc là McFred là hai vị trí mà sẽ đá, hai cầu thủ sẽ đá cái vị trí tiền vệ trụ này. Bruno nhờ, ai em thống nhất Bruno đúng không? Bruno thì có què cũng phải đá thôi, có ngồi xe lăn thì chẳng đá. Bruno. Ok anh nha. 5-2-1-2 đúng không? 5-2-1-2. Đấy, thì còn hai tiền đạo rồi, hai tiền đạo lại. Chắc chắn là Ronaldo Cavani rồi. Ronaldo Cavani à? Vì sao không phải là Rashford? Rashford vừa mới đá giữa tuần. Và Rashford đá vị trí đấy quá tệ trong trận. Trong Rashford thì phải đá cánh, phải có chỗ mà chạy chứ còn đá. Nhưng mà không phải là thực ra tao đồng ý với bọn mày là Cavani với cả Ronaldo là đá hai tiền đạo ở trên, nhưng mà đang trao đổi thôi. Thì vì sao, tại vì Rashford từ trước đến nay nhá, thành tích đá với Man City rất tốt, ngoài ra là rất lợi hại trong những quả phản công, thì vì sao không phải là Rashford?
Mà vấn đề là tại vì nếu như mà có Rashford thì... là Rashford Ronaldo đúng không, chứ không thể là Rashford Cavani Ronaldo ngồi dự bị. Tại vì là thực ra thì là nhìn vào trận giữa tuần thì sẽ biết đội hình trận này như thế nào, nhất là vị trí tiền đạo. Ronaldo lúc nào cũng sẽ đá rồi, thì chỉ có vị trí còn lại thôi. Thì chắc là nếu mà để Rashford đá trận giữa tuần rồi thì sẽ không đá trận này, sẽ không đá chính trận này. Thực ra thì cũng có thể đưa Rashford vào từ hiệp 2 để mà lúc đấy đội kia nó cũng hơi sung sức một chút để mà chạy, nhưng mà chắc sẽ không đá từ đầu đâu. Tại vì nếu đá từ đầu thì sẽ không cho Rashford đá trận này. Nếu mà xét về tâm lý của Ole chẳng hạn, trận này là cái trận coi như là nếu mà thua tan nát thì khá chắc là sẽ bay. Nhưng mà nếu những trường hợp nào Ole sẽ giữ được ghế, chẳng hạn như là nếu mà hòa thì khá chắc là giữ được ghế rồi. Nhưng mà hòa là cái kết quả nó gọi là nó kết quả nó tồi tệ nhất có thể xảy ra, tại vì hòa thì là vừa mất điểm mà lại vừa không Ole vẫn ngồi đấy thì nó chả giải quyết cái vấn đề gì cả. Hoặc là nếu mà thua suýt soát, thua 2-1, thua 3-2, hoặc là thua kiểu cái bàn thủng lưới phút cuối, hoặc là bị trọng tài nó xử ép, hay là những cái lý do khách quan để mọi người có thể châm trước các thứ gì đấy thì Ole chắc là vẫn ngồi đấy thôi. Nhưng là trừ khi là phải thua tan nát thì Ole mới bay. Đúng rồi, theo tao nghĩ thì nếu mà thua 2-0 hay 3-1 thì Ole vẫn ngồi đấy thôi. Thì thua 2-0 mà vẫn ngồi đấy á? Đúng rồi. Tức là thua 2-0 Man City bây giờ thì có thể coi là bình thường, tức là kể cả đội hình mạnh nhất có thể đá 2 thì vẫn có thể thua Man City 2-0. Hiện tại mình bao nhiêu điểm? Mình bao nhiêu điểm? Mình 17 điểm đúng không? 7, Man City 20. City 20. Ngày mình thắng là bằng điểm Pep. Wow, ok. Nhưng mà Chelsea là 25 điểm đúng không? 25 hay 24 nhỉ? Nói chung là bây giờ đừng nghĩ đến Chelsea cái thứ làm gì. Rất xa rồi, rất xa. Nhưng mà tao không thể nào không nghĩ được. Tại vì nếu như mà thua ấy là mình cách Chelsea. Nhìn qua đây là Chelsea hiện tại là 25 điểm, mình là 17 điểm, cách nhau 8 điểm. Mình mà thua là cách nhau 11 điểm. Không biết là nếu là không bị đổi. Không bị đổi, Chelsea chắc chắn thắng. Đã tại vì vấn đề là nếu như mà chỉ vì là cách quá xa mà bị đuổi thì là đã bị đuổi từ lâu rồi. Tức là bây giờ cái vấn đề nó phải có một cái điểm trigger gì đấy để bị đuổi. Tại vì đúng nếu rồi. Mà nói là kết quả tệ thì thật sự là sau cái trận thua Liverpool 5-0 thì chẳng có kết quả nào có thể gọi là tệ hơn được nữa. Đấy, trừ khi trận này thua 6-0 chẳng hạn thì tệ hơn thật thì ok. Đấy, nhưng mà ngoài ra mình phải nhìn vào cái góc nhìn của những người sếp của Ole cho câu lạc bộ này. Thì người ta đã chấp nhận với việc là thua 5-0 Liverpool và cách rất xa đội dẫn đầu và vẫn không bị đuổi. Thì có thể đoán được là cái mong đợi của mùa này, cái gọi là như nào nhỉ? Gọi là kỳ vọng. Lúc đầu kỳ vọng mùa này sẽ là lúc đầu sẽ là cạnh tranh vô địch, nhưng bây giờ thì chỉ là top 4 thôi. Cái cảm giác mình kỳ vọng như nào thì không quan trọng, những người sếp của câu lạc bộ này kỳ vọng như nào mới là quan trọng. Thì đúng. Cảm giác những người đấy bây giờ người ta chỉ kỳ vọng là đi vào top 4 thôi. Wow. Và khéo là đầu mùa giải cũng chỉ quan tâm đến top 4 thôi. Và mình nghĩ là bao giờ thì bọn mình sẽ cho mọi người nghe một cái cuộc đối thoại về cái chủ đề này cụ thể hơn, để biết thêm về nói chung là chủ nhà Glazers của Manchester United và cách suy nghĩ của họ như nào. Ok, nhưng mà quay trở lại về cái trận đấu ngày hôm nay đây, vào trận đấu ngày mai thì ok, nghĩa là thống nhất là Cavani và Ronaldo đá tiền đạo đúng không? Thì bản thân tạo cũng thấy là chắc là đây là sự lựa chọn hợp lý. Đơn giản là vì tao nghĩ là lúc mà mới vào trận đấu ấy thì cần có một chút kinh nghiệm. Cần những cái cầu thủ nào mà đã từng trải rồi, biết là khi mà ở một cái môi trường sức ép cao này, ở một cái giai đoạn sức ép cao như này mà đang phải đuổi để vào được top 4 này thì cần phải xử lý tình huống như nào. Thì chắc là Ole Gunnar Solskjaer muốn là đội hình xử lý cái hiệp 1 sao cho chuyên nghiệp nhất có thể, và sau đấy khi mà bắt đầu đuối và đối phương đuối đi ấy, thì lúc đấy mang Marcus Rashford vào thì hợp lý. Nhưng mà hơi tiếc rồi, tại vì cái đội hình này thì giết chết Jadon Sancho, giết chết Jesse Lingard, giết chết Mason Greenwood. Bọn mày thấy nào về cái việc này? Thực ra thì đội hình này chắc chỉ đá khoảng đến bao giờ mà hết bay ghế thì thôi. Còn đúng rồi, tức là bây giờ phải xác định là tức là Ole sẽ bây giờ đá từng trận thôi, tức là từng trận để xem là kết quả thế nào để giữ được ghế thôi, xong rồi cứ thế trận tiếp, chỉ lo cái trận tiếp theo thôi, chứ còn sẽ không nghĩ là 10 trận hay là 20 trận hay là
thắng phải lấy được bao nhiêu điểm các thứ như thế, cái đấy thì chẳng có, tại vì bản thân Ole bây giờ có khi cũng đang ngồi đợi bị đuổi thôi, nhưng mà cũng phải muốn giữ mặt, tại vì đuổi ra là sẽ được nhiều tiền hơn chứ, chắc chắn là chẳng ngồi được hết 3 năm rồi, thì bây giờ thà bị đuổi, nhưng mà bị đuổi mình sớm quá thì nó cũng đấy, nói chung là mất mặt thì cũng là huyền thoại của câu lạc bộ, thì nói chung là cũng sẽ không muốn cái đấy, nhưng mà sẽ cố kiểu làm hết sức để đến lúc mà bị đuổi thì kiểu khán giả vẫn sẽ kiểu hơi thương cảm một thứ một tí, mặc dù bản thân tao là chả thấy thương cảm cái gì cả, nói chung là đúng rồi, mình có mình đã nói vào một buổi riêng về về Ole, nhưng mà nếu như mà đã nhiều là nhiều buổi lắm chứ không phải nhiều một buổi lắm, nếu mà đã là thần tượng ở đây thì nên biết tự trọng lúc nào là nên đội bóng, mà nên nên tự xin nghỉ để đội bóng không bị mất tiền, trả tiền hợp đồng. Cái đấy thì cũng hơi khó đấy. Nhưng mà rõ ràng là ông đấy không quan tâm chuyện đấy lắm. Ok rồi. Thật thì cái đấy đặt lòng vào mình thì mình cũng ấy thôi, cũng xin được đuổi thôi chứ. Ok, nhanh như này. Đây là một chủ đề mới mà bọn mình chưa bàn bạc với nhau nha mọi người, nhưng mà mình muốn nêu lên cho nó có một yếu tố gọi là bất ngờ một chút, đó chính là chọn Combined 11 giữa Manchester United và Manchester City. Dịch đôm na ra là chọn đội hình xuất phát 11 cầu thủ xuất sắc nhất giữa đội hình hiện tại của Manchester United và Man City. Đấy, thì bây giờ mình sẽ trao đổi từng vị trí một. Đấy, và có hai luật thôi. Luật đầu tiên ấy là cầu thủ phải đá được ngày mai, có nghĩa là Varane là coi như là không được chọn này. Đấy, với cả luật thứ hai đó chính là dựa trên phong độ gần đây nhất. Đấy, chứ đừng nghĩ là ôi đồng chí này đá cách đây một năm đá vãi lúa nhưng mà bây giờ chẳng may là có một trận nào đấy không ổn, đấy, không chơi được đấy. Chỉ dựa trên phong độ thôi. Đầu tiên David De Gea với cả Ederson. Giờ mình có dựa theo là 11 cầu thủ có phải đá được với nhau rất tốt không? Hay là mình chỉ dựa vào phong độ từng người một thôi? Phong độ thôi, chứ không thì thường là sẽ chọn mấy cái cặp mà hay đá với nhau kiểu. Thế thì chắc chắn là De Gea rồi. Mà chắc chắn De Gea à? Chắc không? De Gea rồi. Cũng tội, tại vì De Gea thì phản xạ bắt gôn thì hơn, nhưng mà phát động tấn công có thứ dùng chân thì kém mà. Chứ còn anh Ederson thì làm cái rất tốt. Nên là đúng. Thật sự nếu mà nói về bảo là ai là thủ môn complete hơn ở thời điểm này thì chắc là Ederson thôi chứ. Thế tao đồng ý với cổ đỏ hơn nhé. Tao hiểu vì sao Trình Trương nói thế đúng không? David De Gea ấy, đối với tao không hiểu vì sao mà tháng 10 vừa rồi không phải là Player of the Month, có nghĩa là cầu thủ của câu lạc bộ Manchester United được trao cái danh hiệu đấy, mà là Ronaldo. Mình biết là Ronaldo, mình là fan Ronaldo đúng không? Nhưng mà mình không hiểu vì sao David De Gea, tại vì David De Gea đã cứu mình rất nhiều quả. Tuy cả cái câu lạc bộ này thủng lưới rất nhiều. Đấy, thì nhưng mà đúng ấy, là David De Gea ấy xử lý tay rất tốt, nhưng mà một khi bóng lên chân ấy có một cái độ rung nhất định từ cổ động viên khi mà thấy những cái quả bóng ban về, cho nên là khi mà nhìn Ederson ấy thì nhìn nó phát bóng, nhìn nó ban chuyển những cái thứ đúng là kiểu máu Brazil phải không, máu Brazil trong người, xử lý bóng nói chung là nhìn cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu. Đấy, thì tao cho Ederson, cầu đỏ cho Ederson. Trình Chiêu có thay đổi không hay là vẫn De Gea? Không, vẫn chọn De Gea. Tại vì thật ra thì nếu như mà xét về là chọn 11 cầu thủ mà đá với nhau thì chắc sẽ chọn Ederson. Tại vì 11 cầu thủ thì sẽ là một cái đội rất là mạnh. Nhưng mà nếu như chỉ nhìn phong độ từng người thôi thì chọn De Gea. Tại vì là thủ môn thì De Gea sẽ là người giữ sạch lưới tốt hơn. Còn nếu để chọn 11 người mà đá với nhau thì chắc là chọn Ederson. Ok, được rồi. Thì có một sự khác biệt trong sự lựa chọn này đấy. Tiếp này, sang hai trung vệ. Thì chúng ta hiện tại đang có Victor Lindelof, Eric Bailly, Harry Maguire đấu với John Stones, Ruben Dias và hình như là Laporte là bị thẻ đỏ đúng không? Cho nên không thẻ được đỏ đá. Đúng rồi. Thẻ đỏ. Không được đá. Nào, chọn đi. Dias thì chắc đỏ. Chắc chắn Maguire là không có trong cái... Maguire trong cái sự lựa chọn này rồi. Nên là không cần bỏ Maguire đi. Chắc là Dias. Đội trưởng của đội câu lạc bộ lớn nhất, một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới bị vứt ngay từ đầu, nhục nhã. Ok rồi. Chắc là so sánh giữa John Stones và Eric Bailly rồi, đúng không? Đúng rồi. Mà Bailly thì thật sự thì mới đá một trận thì nếu mà so đấy rất thú tính. Thế mà nếu mà so trận đấy thì ok thì phải chọn Bailly thôi, tại vì trận đấy đá hay. Thế thì cũng nó không fair lắm. Đúng rồi, chắc là John Stone và Dias.
Chắc là cặp trung vệ của Man City. Rồi, được cộng cộng điểm vì hai đứa đá với nhau nhiều rồi. Rồi, tuy đấy không phải là cách cộng điểm là bởi vì nó đá nhận. Nó đá nhiều nữa, nó đá nhiều chứ không phải nó đá với nhau nhiều. Đá nhiều nữa. Nếu như cứ bảo là bây giờ Phil Jones có một trận rất hay thì có chọn Phil Jones vào thay cho John Stone không thì chắc là. Ok rồi, đúng đúng, yeah, đồng ý đồng ý. Nhất trí. Mang Phil Jones vào là nó. Ok, hậu vệ cánh trái Luke Shaw với cả Cancelo. So đến mấy Cancelo thì nó vừa hat trick kiến tạo xong so đến rồi Cancelo hiện thị đó. Lúc so ấy đúng là năm nay hơi trục trặc tại vì năm ngoái thì có thể gọi là có phong độ world class đấy, có nghĩa là có phong độ đỉnh cao thế giới, nhưng mà năm nay cả nhiều lỗi linh tinh quá, cả mùa Euro lúc so đá cũng hay mà. Đấy, maybe là đá nhiều quá không có thời gian nghỉ, nhưng mà thôi rồi để xem nào đã, nhưng mà khá là rõ ràng mà là Cancelo. Nếu mà cứ nói kiểu này thì sẽ thế nào cũng quay lại là chửi huấn luyện viên thôi. Tại vì thời lượng có hạn, thời lượng có hạn. Để cho những video về tương lai ở tương lai. Ok rồi, hậu vệ cánh phải Aaron Wan-Bissaka với cả Kyle Walker. Walker thôi. Thật ra thì đúng là cái đội mình nó nát lắm, có bài làm cái nỗi gì khổ lắm, bài thì thấy nó khổ hơn đấy. Kyle Walker đây chắc là thế thôi. Kyle Walker rồi, hai hậu vệ trụ mình đá đội hình kiểu như là 4-3-3 nhá, thì thôi coi như là ba tiền vệ đi, cho chọn ba tiền vệ, cho chọn ba tiền vệ, nhưng mà ba tiền vệ này thì luôn luôn phải có ít nhất một tiền vệ là theo xu hướng phòng ngự nhá, chứ không phải là De Bruyne, Foden với cả Bruno. Ok. Thì Rodri, KDB, Bruno, Rodri và Rodri, KDB với Bruno. KDB lại. Kevin De Bruyne. Thì gọi tắt là KDB như đó. À đây là KDB ở Việt Nam gọi. Rodri là có phải là tiền vệ phòng ngự tốt nhất của Man City không? Fernandinho bây giờ đang xuống phong độ, Rodri là đá chính luôn. Nhưng mà còn Gundogan nữa thì sao? Gundogan hay có xu hướng tấn công lắm. Nếu như mà muốn Bruno với cái thứ vào thì không cần đâu bạn đâu. Trông lắm phải cho Bruno vào chứ, chứ không thì có mỗi De Gea thì đá gì nữa. Không thế nào cũng sẽ có Ronaldo yên tâm còn. Ok rồi rồi. Bruno với cả Kevin De Bruyne thì hơi overlap nhỉ, hơi đè nhau nhỉ về vai trò. Chắc là cũng được. Thì tốt hơn mà. Thế Man City ví dụ như là Bruno thì khá là giống với lại Bernardo Silva. Thì Silva có đá ở vị trí đấy City không? Hay là đá cao hơn ở vị trí cánh? Silva thì đá front three. Silva là hay đá cánh phải mà. Tấn công cánh phải ấy. Đấy, bình thường ấy là Kevin De Bruyne với cả Gundogan. Sorry, Rodri ngồi lại. Hoặc là Fernandinho ngồi lại. Theo những gì tao biết. Đấy, tao nghĩ là Kevin De Bruyne với Bruno ấy thì chắc mình phải chọn một trong hai đứa rồi, chứ làm sao mà nhét hai đứa này vào được. Thì rõ ràng là. Thế ví dụ mình phải chọn một trong hai thì là ai bây giờ nhỉ? Stats năm nay ai tốt hơn? Stats hiện tại thì Bruno chắc tốt hơn. Bruno. Thế mình theo phong độ mà, đúng không? Chứ hai đứa đều khả năng, đều có thể gọi là đỉnh cao rồi. Nhưng mà bỏ. Nhưng mà bỏ Kevin De Bruyne nữa tiếc. Bỏ Kevin De Bruyne ra được. Đúng rồi. Nhưng mà ấy, Bruno, thôi rồi, mà không liên quan đến đá với đội người khác đúng không? Tại vì đang bảo nếu Bruno mà đá với Ronaldo thì hợp lý hơn, nhưng mà không tính cái kiểu đấy. Hy sinh Bruno à? Hơi tiếc nhỉ? Không, nhưng thôi mà rồi, chịu rồi. Thôi, phải nhưng mà bây giờ về đẳng cấp thì ông mày nghĩ là ai là người đẳng cấp cao hơn? Đẳng cấp cao hơn, nếu như về mặt duy trì phong độ bao nhiêu năm nay ấy, thì rõ ràng là Kevin De Bruyne rồi, tại vì Bruno cũng mới đến English Premier League, giải ngoại Anh gần đây đúng không? Thì cái đấy thì cũng không cãi được. Đấy, nhưng mà Bruno nói thật là cái đợt mà mới đến ấy, nửa cuối mùa đấy đúng không? Xong rồi nửa đầu mùa sau ấy. Nếu như nhìn lại stats ấy, nhìn khủng khiếp luôn. Chỉ số quá kinh khủng. Bây giờ Bruno kiểu số bàn thắng với assist là vẫn gần trên số trận là vẫn gần gần 1 mà. Bruno bây giờ là bị gọi là gần mực thì đen rồi, nên là nhưng mà thật ra nếu như tính theo phong độ thì phải chọn Bruno, đúng không? Chứ không thể nào mà chọn Kevin De Bruyne vì cảm xúc được cả. Nếu như mà nhìn đúng phong độ đấy là player phải là Bruno.
Mà vấn đề là nếu mà đã xếp cái đội hình 11 rồi thì thường nó không quan tâm là nó phải đúng vị trí cái thứ, nó phải chuẩn chỉnh lắm, cho là cứ lắp kiểu 11 thằng nó nhìn nó đẹp mắt nhất thôi. Chứ muốn hai thằng vào. Đáng có thì thế mới phải có những cái nguyên tắc lúc đầu để theo. Thôi rồi, chọn Bruno đi. Okay. Theo chỉ số là Bruno là đúng rồi thì đó. Thế bây giờ hậu tiền vệ còn lại nào? Mình có Rodri, mình có Bruno, để ai còn ai người còn lại? Còn lại là có những ai trong để mà Van được der Beek. Lựa chọn Van der Beek. Van der Beek vào hay đấy nha, nếu mà nếu mà chọn để đá khi chọn Van der Beek. Nhưng mà nếu về chọn về nhìn nó đá vào đâu. Nếu như mà có combine 11 ở trên ghế dự bị thì mày là có Van der Beek. Không, nhưng Van der Beek sẽ rất hợp với lại hai người còn lại nếu mà đá được hình như này. Nếu như mà chọn Van der Beek ấy thì chắc chắn là Gundogan trên rồi, tại vì cái star Gundogan đảm kiểu đúng rồi. Thôi chắc là Gundogan đúng không? Gundogan là kiểu box to box. Nếu như mà thật ra nhá, nếu như mà có Pogba, mà mình đang nói về phong độ thôi, Pogba vấn đề. Thôi đẹp đi. Pogba với Maguire không cần phải đưa vào đây. Thôi rồi. Ok, tiếp này. Rồi phải chuyển nhanh. Cánh phải, tiền vệ cánh phải mình có Mahrez, mình có Sancho, mình có Greenwood. Còn ai nữa? Đúng rồi. Silva. Nhưng mà Mahrez giờ này phong độ rất kinh khủng nhá. Mahrez bây giờ Silva cũng kinh. Sancho rồi coi như bay rồi nè. Greenwood thì hơi lên xuống một chút. Greenwood thì từ hồi Ronaldo về là rõ ràng là thấy bị ảnh hưởng rồi, không không hiệu quả nữa. Thì chắc là hoặc là Mahrez hoặc là Silva đúng không? Đúng rồi. Cánh trái căng này, cánh trái là Marcus Rashford, Jack Grealish, Phil Foden, Raheem Sterling. Raheem Sterling nữa thì chắc Foden, chắc Foden hơn hết này nhỉ? Nhưng mà thật sự thì nếu mà đấy, tức là nếu mà nói chơi kiểu phong độ thì Rashford thì phong độ bây giờ tạo này cũng kinh, 4 trận 3 bàn mà toàn vào từ ghế dự bị nữa, nên là cái goal per minute là rất cao. Goal per minute công nhận là cao. Nhưng mà thật ra impact và overall play ấy thì là Phil Foden hơn. À thì tại vì hơn một cái level toàn đá 90 phút mà thì Foden thôi. Chắc là Foden là fair nhất rồi đúng không? Vị trí cánh trái. Nhưng Foden đá cánh trái có tốt hơn Grealish không? Foden đá cánh trái hay mà. Đang thấy đá chỗ nào hay. Thằng này đá hay thật. Grealish thì thấy Grealish thì thấy nó chưa có gì lắm. Tại vì Grealish dù gì thì cái góc nhìn của mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái gì định giá 100 triệu. Thôi rồi, tiền đạo nào? Bruno và Jesus. Ok rồi, không cần câu trả lời. Ok, dự đoán tỷ số. Có khi Ronaldo và Cavani hay hơn chứ. Nhưng mà bây giờ còn có một nữa mà. Có một à. Đội hình 12 người. Rồi, cái đội hình này vãi lúa thì không cần thủ môn nữa. Rồi, cuối cùng dự đoán tỷ số. Triển chiêu trước đây. Tỷ số là bao nhiêu và ai sẽ ghi bàn? Mình nghĩ City sẽ ghi 3 bàn. MU có thể ghi 1 đến 2 bàn. Chơi tỷ số bao nhiêu? Rồi, mình sẽ chọn tỷ số là 3-1. 3-1. Ai là người ghi bàn à? Có chọn người ghi bàn 1-3 chứ đúng không? 1-3 đúng không? Ừ, 1-3. Ai là người ghi bàn đi? Chọn người ghi bàn gì? MU sẽ là Ronaldo. City thì... City chưa biết ông nào đá cơ. Chắc là đúng rồi, chắc là Foden một bàn này. Xong rồi xong rồi Grealish vào hiệp 2 vào thay ghi một bàn nữa này. Một bàn lại thì chắc là cho Gabriel Jesus vậy. Cái gì? Cũng được. Jesus hay đẹp lắm, cũng được. Ok rồi, câu đó. MU thắng 2-0. Này từ nếu mà không chủng lưới nào mình phải có một cái hình phạt từ đấy cho người chọn đúng chọn sai vào cái kiểu toàn nói láo nói ai không là nói láo vậy nè. Tức là bây giờ cái logic đó là tức là trận này nếu mà muốn thắng thì thủng lưới thì khá chắc là nát rồi. Nó đã ghi một bàn thì nó ghi 3-4 bàn 5 bàn cũng được đấy. Tức là bây giờ nếu mà muốn thắng thì chắc chắn là phải clean sheet.
Đấy, sau đấy thì ghi bàn thì chắc là tầm 2 bàn thôi chứ nhiều hơn đấy chắc được. nhưng Đây mà nhưng mà nhưng mà là vì 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 đâu cổ mà lạc cổ quan. đỏ ở vì đâu mà cổ đỏ có thể nghĩ là MU sẽ thắng được hai bàn. Nhưng mà thế bây giờ thắng một bàn City nó lại dồn lên tấn công chứ lại có cơ Có nghĩa là phản vì công. làm Tức sao là mà cổ đỏ nghĩ MU sẽ thắng được. thì ăn được quả pen gì đấy, đầu mùa đã được quả pen đâu, được mỗi quả thôi, mùa đông nó Ok, cứ rồi ra cũng hợp ngoài rồi lý, đấy. hợp Nhưng lý. mà là đây là trận này là trận thứ 10 rồi thì chắc là đến lúc phải được quả pen rồi, chắc là sẽ ăn quả pen xong đấy, xong rồi City nó dồn lên tấn công xong rồi lại counter được một quả nữa, thế là 2-0, chắc Rondo ghi cả Nghe cũng hai thuyết bàn, phục, nghe cũng thuyết cũng phục phết nhỉ. cũng có khả năng đấy. Nghe cũng thuyết phục phết. Rondo ghi cả hai bàn. Thực ra thì đội nào ghi bàn trước thôi, nếu mà City ghi bàn trước thì chắc là xong. City bàn trước rồi nhá là sao? Tao nghĩ với cái đội hình của mình ấy, nếu như mà chơi kỷ luật đấy, và cái đội hình mình chọn đúng không, năm hậu vệ và hai hai người cắm ở trên là Cavani và Ronaldo ấy, mà chơi kỷ luật thì hiệp 1 sẽ không đều đấy, và hiệp 2 vào thì Marcus Rashford vào và phản công được một quả, 1-0 Manchester United thắng. Ok, vậy là cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe content đầu tiên ở trên kênh. Nếu như mọi người thích cái content kiểu này thì hãy follow bọn mình ở trên Facebook và Instagram ở Viet Devils. Thank you anh chị em đã theo dõi, và nên nhớ là nhớ like, share và subscribe và ủng hộ bọn mình nhá. Tại vì nếu mọi người làm thế thì nó là nguồn động lực để bọn tôi có thể tiếp tục làm những cái thể loại content này. Và nên nhớ ấy, là ở trên kênh này bọn mình sẽ ra những cái vlog reaction sau khi MU thắng Manchester City vào ngày mai. Mình còn kết gì nhỉ? À, thank you anh chị em đã theo dõi. My Nhưng mà nếu như mà thua thì vẫn sẽ có một cái reaction À, thua. video, mọi người cứ À, rồi, còn rồi, kênh của mai mình sẽ đi. hơi thua nó sẽ hơi 18 cộng tí. Ok rồi. Mãi cháy, nhớ nhớ slogan của kênh là mãi cháy. Còn bây giờ thì bye bye.